trái. Quang ơi, quả chuyền vẫn còn, cánh phải là Trọng Quang. Bóng vào trong cuộc, tiếp tục là pha chạm bóng của Quang Hải. Những pha bóng dồn dập và nó được cổ vũ bởi một khí thế tuyệt vời trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các học trò của huấn luyện Park Hang-seo ý thức được rằng họ nếu như càng nhanh bao nhiêu vào thời điểm này càng sẽ khiến đối phương rơi vào thế bối rối. Ở hàng phòng ngự của Thái Lan, đội tư xây dựng DIC sẽ trao thưởng 500 triệu đồng cho đội Việt Nam nếu chiến thắng, và tương tự nếu thắng lợi thì sẽ có 400 triệu đồng từ công ty. Quang Hải đá vào góc. Đánh ông trọng tài người Oman Ahmed Al-Kab đã không công nhận bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra thất vọng, chúng ta cùng xem lại. Tôi nghĩ rằng anh Huy ạ, trong vòng ít phút chúng ta đã phải nhận những quyết định có thể nói là không thật sự rõ ràng, không thật sự chính xác từ trọng tài người Oman. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một tình huống mà Tubol Kawin tự mình gây khó cho mình, bị thất thế trước đoàn văn hậu, và khi anh ngã xuống thì trọng tài đã thổi phạt rất đáng tiếc cho đội Việt Nam. Trận đấu vẫn chưa thấy xa so với cự ly sút phạt thông thường của Quang Hải, nhưng không phải là không có những hy vọng. Hoàn toàn có thể có những pha xử lý bất ngờ ở tình huống này. Cú đá không trúng tâm bóng của Quang Hải. Lỗi việt vị. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Đó là trợ lý số 2 An Khai Thi. Đoàn Văn Hậu đã xuống hơi sớm hơn so với đường truyền, chính xác hơn là hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam đã di chuyển lên để pha tránh bẫy việt vị hơi chậm. Nhưng miếng chiến thuật này là một miếng chiến thuật rất đáng để chờ đợi của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Bóng được phất từ bên phía cánh phải. Bất luận trước đối thủ nào hay tỷ số đang là bao nhiêu, toàn đội vẫn có một khối kết dính. Văn Toàn chuyền đi không được, rất tiếc là bóng đi vào xà ngang. Văn Toàn đã có cơ hội để tung ra cú đá chớp nhoáng. Những giây phút có thể nói là cực kỳ hào hứng trên sân Mỹ Đình. Chúng ta chưa có bàn thắng mở tỷ số, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chơi có thể nói là rất sống động, và nếu như may mắn hơn thì có lẽ đã có bàn thắng được công nhận rồi. Có tới 65 lượng khán giả trên sân hôm nay là những thuê bao của Viettel, và dù trong đó có tới 70% là thuê bao 4G với nhu cầu chia sẻ được sự khác biệt. Và như vậy là ông trọng tài người Oman Ahmed Al-Kab đã. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.